Vâng, thưa các bác, thì đây lại là một chiếc đầu BTE. Đó, bên em đã nhận được của một bác khách để có thể là nâng cấp cho bác khách lên cái main gọi là cao nhất thị trường. Đấy, bác nói rằng là không cần biết là thương hiệu nào nhưng mà cứ phải là loại cao nhất thị trường. Đấy, bởi vì sao bác ấy lại nói như vậy? Bởi vì là trước đây á đã dính được cái sản phẩm BTE này này. Đó, mới mua được vài năm thôi, thế nhưng mà hiện tại bây giờ YouTube không hỗ trợ nữa. Đó, rất là ngại khi mà mua rồi mất tiền rồi mà chỉ dùng được vài năm đó, thì cái này nó rất là bực mình, đúng không? Chính vì vậy bác nói là anh không cần biết thương hiệu nào, chú nâng cấp cho anh một cái main cao cấp nhất đó. Thì ở đây thì em chiều luôn, thì main cao cấp nhất là bên nào, và bây giờ thì em xin giới thiệu nó là Việt KTV nhé. Việt KTV thì nó mã của nó là mã K của nút đấy, K của nút mã này là cao nhất rồi, không có một mã là cao hơn nữa. Và kể cả những cái dòng HD có nút đi chăng nữa đấy, nó cùng đời với lại cả cái ông BTE này này. HD Bluetooth nó cùng đời BTE đấy, cùng đời cái mã S650 và mã HD Bluetooth nó cùng đời với nhau. Tuy nhiên thì bên Việt KTV HD Bluetooth nó vẫn dùng bình thường đó, vẫn chạy YouTube bình thường đó. Và bây giờ thì chúng ta đã có thêm một cái mã mới nữa, nó là mã K của nút này. K của nút đó nhìn rất là nhỏ gọn, đúng không anh em? Anh em nhìn xem đó, to chà bá luôn đó. Và một cái mạch thì nó rất là nhỏ này, anh em nhìn rất là nhỏ nhưng mà nó lại mang mang trong mình cái sức mạnh cực kỳ là lớn đó. Chưa có một cái dòng đầu nào có thể vượt qua được cái dòng K Plus này đâu anh em. Đã sử dụng cực kỳ là mượt mà luôn, và chip xử lý rất là mạnh anh em nhé. Đó, và anh em này đi mua tất cả các cái đồ chúng ta không quá quan trọng, nó phải là nhiều tụ này đấy, rồi nhiều chip này đấy, nó không quá quan trọng nữa rồi đấy, anh em nhìn này. Thậm chí nó chỉ có vài ba bốn tụ thôi nhưng mà nó mang trong mình cái sức mạnh cực kỳ là ghê gớm đó. Thì ở đây thì em đã nâng cấp xong rồi nhé. Đấy, ổ cứng thì là sẽ bớt lại, sau này về là anh tự tự xử lý. Còn đây hiện tại em đang sử dụng là chạy là không ổ cứng đấy, vẫn chọn bài bình thường. Và đây em đang kết nối tới một chiếc màn đây. Giao diện của thằng này đó chính là đây, em sẽ mở về cái giao diện chính cho anh em nhé. Khi mà khởi động lên thì màn hình nó sẽ như thế này, cái giao diện này, bên này sẽ là bài hát này, bên này sẽ là bài hát ổ cứng nhé. Đấy, tuy nhiên thì chưa có ổ cứng nên là chúng ta sẽ không chọn được, tuy nhiên nó vẫn hiện lên. Đấy, anh em có thể tải về được thôi, bởi vì bộ nhớ trong của cái Việt KTV này nó cũng khá là rộng đó. Rồi tiếp theo bên này nó sẽ là online YouTube này, anh em sẽ bấm vào YouTube này đó, anh em có thể chọn bài bất kỳ nhé. Đây đó, lên luôn, anh em thấy không, rất là nhanh. Rồi tiếp tục em chọn bài nữa này đó, xử lý lên luôn, không có độ trễ, không bị delay anh em nhá. Đây, rồi em tiếp tục một bài nữa cho anh em này, qua bài luôn này đó, lên luôn, đúng không ạ? Thì phải nói rằng là riêng cái thằng Việt KTV K của nút này nó mang cái cấu hình nó cực kỳ là mạnh đấy. Và anh em cũng lưu ý rằng là nếu như muốn nhanh thì chúng ta sẽ phải là sử dụng dây mạng, không nên kết nối wifi nhé. Đấy, anh em cứ sử dụng dây mạng giúp em, thì sử dụng dây mạng thì nó sẽ có tốc độ nó nhanh hơn rất là nhiều, anh em thấy không? Rất là thích luôn đó. Đây là chọn online nhá, nó còn nhanh hơn là chọn trên ổ cứng trên một số đầu khác đó. Nó không có cái chuyện là bị độ trễ đổi delay đây, anh em thấy không đó, đảm bảo nó lên luôn. Và các cái chủ đề họ ở đây cho chúng ta là rất là nhiều cái chủ đề anh em nhé. Đó, thì đây là chọn karaoke, có anh em muốn chọn mà nghe nhạc đó, thì anh em vẫn ôn ở đây. Đó, em sẽ vào tiếp mục đó, thì nó sẽ có tất cả luôn, nó có tất cả cả karaoke cả nghe nhạc anh em nhé. Đó, rất là tiện luôn. Và sử dụng trên những cái dòng đầu này thì anh em thấy rằng là em cảm nhận được là cái chất lượng của nó rất là cao. Chất lượng ở đây là về hình ảnh này, cực kỳ là sắc nét, cực kỳ là sắc nét đấy. Còn về âm thanh thì sao? Âm thanh thì trên cái bên này, trên cái bên này họ đã trang bị cho chúng ta một con chip giải mã nhé. Đấy, có chip giải mã luôn, để cho khi mà chúng ta nghe nhạc, cái tiếng nhạc nó sẽ hay hơn rất là nhiều. Đó, đó, cho nên là về cái chất lượng âm thanh hình ảnh anh em không phải suy nghĩ luôn. Đó, và đây là chính là cái bên cao nhất mà em đã lắp đặt thành công. Và bây giờ em sẽ tiến hành là gửi đi cho khách. Và xin chào anh em. Và đặc biệt là anh em mà có nhu cầu mua sắm về những cái dòng đầu này thì hãy liên hệ số điện thoại trên màn hình nhé. Và xin chào anh em.